chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2021 về việc đoạn clip được nhiều người chia sẻ cho rằng đây là gạo cứu trợ, nhưng đã bị trưởng ấp cất giấu trong nhà nhiều ngày không phân phát cho người dân. Trao đổi về vụ việc, ông Đào Gia Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh khẳng định công an, ban chỉ huy quân sự huyện cùng với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng đã xác minh số gạo được gửi tạm vào nhà của người đang công tác tại ấp. Không có chuyện lấy gạo mang đi giấu. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Trương Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ việc xảy ra trưa cùng ngày tại tổ 229 ấp 5, xã Bình Hưng. Do trụ sở của ấp 5 nhỏ và ẩm thấp thường xuyên bị ngập nước khi mưa, nên xã có phân công ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban công tác mặt trận ấp 5, đồng thời là tổ trưởng tổ nhân dân 229 bảo quản hơn 2 tấn gạo. Ấp 5 có vận động gạo từ một số nhà hỗ trợ. Tuy nhiên do văn phòng ấp nằm trong khu quy hoạch nên bị ẩm thấp. Nhà ông trưởng ấp có chỗ để nên chi bộ ấp thống nhất để gửi tạm ở đó, bao giờ đi trao thì vận chuyển tiện hơn và cũng tính tới đảm bảo phòng chống dịch. Ông Trương Phi Hùng cho biết, theo ông Hùng, số gạo xuất hiện trong đoạn video clip được chuẩn bị để ngày 29 tháng 8 năm 2021 trao cho gần 300 công nhân xây dựng tại khu lán trại khu dân cư Đại Phúc, thuộc ấp 5, xã Bình Hưng bị kẻ do dịch Covid-19 chưa thể về nhà. Tuy nhiên chưa kịp trao thì xảy ra sự cố đáng tiếc và khiến nhiều người kéo đến gây mất an ninh trật tự. Về việc phát tán đoạn video clip trên mạng xã hội, công an xã Bình Hưng đã phối hợp đội an ninh công an huyện Bình Chánh tiếp tục xác minh làm rõ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.